thầy và các anh chị em trong group ạ. Em tên là Vũ Trọng Bằng ạ. Em có kênh YouTube là Bằng Handmade ạ. Thì cái nội dung kênh của em là chia sẻ về cách làm các cái món đồ, món quà bằng handmade ạ. Thì quê của em thì ở Hải Phòng. Hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Thì công ty em đang làm việc thì làm về lĩnh vực game mobile. Cái bộ phận mà em làm việc là chuyên làm về hiệu ứng, là chuyên làm hiệu ứng cho game á. Thì những cái phần hiệu ứng bao gồm cháy, nổ, khói, nước, hay là những cái gì về ánh sáng, những linh các thứ đấy, thì là em chịu trách nhiệm mà làm về cái mảng đó. Thì để theo chị Mai Dân thì em cũng mong là gửi tới phần chia sẻ của mình, rất hy vọng là cái phần chia sẻ của mình có mang lại những cái giá trị tốt đẹp và góp phần tác động cũng như là tạo thêm động lực cho các anh chị em trong group. Để mà nói là em đến với YouTube là con số không thì cũng không hẳn. Trước đây thì em cũng có tham gia làm YouTube với cả một anh. Thì em thì kiến thức về YouTube thì lúc đó em cũng không biết gì cả. Em chỉ nghe nói đến thôi. Thì em chỉ biết làm clip, làm video. Thì em chịu trách nhiệm là làm về cái về mảng video. Còn anh ấy, anh chịu trách nhiệm là làm về toàn bộ về mảng YouTube. Từ cách kênh, chăm sóc kênh này, rồi đăng video, rồi lây lan lên các mạng xã hội, anh ấy làm hết. Thì em chỉ trách nhiệm là sản xuất video cho anh ấy đăng. Thì cái chủ đề mà hồi đó em chúng em làm thì là về chủ đề cho trẻ em, tức là chủ đề kids ấy. Thì để mà kể ra thì nó cũng khá là dài, nên em cũng chỉ kể sơ qua ngắn gọn là cái chủ đề mà chúng em làm là phim hoạt hình. Và trong cái phim đó thì là bọn em có sử dụng một số những cái hình ảnh nhân vật có bản quyền, ví dụ như là ngựa pony, rồi chuột Mickey các thứ. Thì cái nội dung mà bọn em làm thì nó cũng không có một cái định hướng nào rõ, không có cái định hướng nào cụ thể cả. Tức là cũng chỉ là ăn theo những cái chủ đề hot, những thực hành rồi. Tức là mình diễn hoạt những con nhân vật đó để mà có được một cái video theo cái nội dung hot đó thôi. Đó. Càng ngày càng thì tức là cái định hướng của chúng em nó không rõ ràng, thế là càng làm càng thấy mơ hồ. Thế thì đến một cái hôm, tức là mặc dù là kênh nó cũng vẫn là ra tiền, tức là vẫn có cái thu nhập, có ra tiền cho hai anh em, nhưng mà em nghĩ rằng là để mà tiếp tục lâu dài thì nó không ổn, nên là em quyết định là dừng để mà mình tìm một cái hướng đi mới, hướng đi khác mà nó phù hợp hơn. Đó, thì em quyết định dừng để mà ổn định lại các thứ. Thế nên em quyết định là dừng lại để mà mình điều chỉnh lại, mình tìm lại một cái hướng đi mà nó phù hợp hơn, mà mình vẫn có thể cân bằng được mọi thứ. Đó, khoảng tầm tháng 3 năm 2018 thì em bắt đầu là mở cái máy tính lên, thì em bắt đầu là lên Google, thì cũng bắt đầu thử tìm kiếm cái cách làm YouTube làm sao. Thì em quyết định thử, thì cũng lên bắt đầu xem là cách làm YouTube các thứ. Thì khi mà lên Google tìm kiếm thì bắt đầu là tìm ra được cái bài mà giáo trình xe pro của thầy. Em đang kích vào cái đường link đó, thì em đến được cái trang dungtinhhieu.com của thầy. Bắt đầu em đọc các cái phần mô tả, các cái phần đây gọi là cái phần tóm tắt nội dung của cái giáo trình đó ra làm sao. Thì đọc thì thấy rất là hứng thú rồi đó. Em bắt đầu theo dõi các cái bài chia sẻ của thầy.
Thế xong rồi đến khi bắt đầu là em xem được đến các cái bài chia sẻ về khóa Apollo 7, Apollo 8. Nghĩ bụng của các bạn mà đã được tham gia vào các cái khóa Apollo 7, Apollo 8 thì may mắn quá. Thế mà giá như mà mình biết được đến thầy sớm thì hay quá. Đó. Thì trong lúc đấy mình rất là hy vọng tương lai kiểu gì chắc thầy cũng mở cái khóa Apollo 9 thì nhất định mình phải tham gia. Đấy, nhất định phải tham gia. Thế thì bắt đầu mình xem thì cái lúc đó là chủ yếu là em xem theo dõi trên cái kênh mà Trao Hòa Thành Công của thầy. Thế cho đến khi đến cái một cái hôm mà thầy thông báo, có một con bài chia sẻ thông báo là bắt đầu thầy chuyển chia sẻ sang cái kênh mới là kênh Học Viện MMO 247 ạ. À, thì đồng thời là trong cái thời điểm đó thầy bắt đầu tung ra cái phần chia sẻ làm YouTube với thầy 1-2 đó, thì cũng có thêm cả cái thông tin là thầy sẽ tuyển mộ người vào group đó. Group thì bắt đầu em mới bắt đầu là thì lúc em mới ủa đây cơ hội của mình đây rồi đó, cơ hội của mình đây rồi, thì bắt đầu đăng ký để nhận cái version 1 và version 2 của thầy đó. Thì khi em bắt đầu là nhận được version 1 và version 2 của thầy, bắt đầu cài ngay lên máy đó, thì bắt đầu xem hết tất cả các bài hướng dẫn của thầy về các cái sản phẩm version 1 version 2 đó, để click hết vào các cái nút có thể bấm được hết để xem là trên đó có những cái gì. Thì vô tình bấm được vào một cái nút để có một cái đường link dẫn tới cái group của mình bây giờ là đó. Thì ngay lúc đấy thì rất là muốn kích ngay vào cái nút tham gia đó, rất là muốn kích ngay vào nút tham gia, nhưng mà trong một chút tích tắc em tạm dừng lại đó. Xong rồi em nghĩ lại khi mà muốn tham gia vào group là bạn phải trả lời được 3 cái câu hỏi của ban quản trị đặt ra đó. Thì cái nội dung mà cái nội dung 3 câu hỏi đó thì thầy cũng đã nêu ra trong cái video mà thầy chia sẻ rồi. Câu hỏi thứ nhất thì hiển nhiên là em có thể trả lời rất là dễ rồi. Câu hỏi thứ 3 cũng ok sẵn sàng rồi, còn duy nhất mỗi cái câu hỏi thứ 2 có phải ý mình không thể mà trả lời được. Bởi vì thực ra nếu mà đứng ở góc độ mình rất là mong muốn tham gia vào đó, nhưng mà hiện tại bây giờ cái kênh của em vừa mới được tạo ra theo version 1 và version 2 của thầy, thì thầy có dặn có hướng dẫn là muốn mà kênh phát triển tốt ấy, thì phải làm đúng ngay từ đầu đó. Thì em làm đúng hết ngay từ đầu. Thì lúc đó cái kênh của em vỏn vẹn có đúng một video là giới thiệu kênh thôi. Thì bây giờ mình thử hỏi các anh chị rằng là nếu như mà mình sâu một cái kênh mà mặc dù mà mình cố gắng là đưa hình ảnh của mình lên đó, đưa banner lên đó, nhưng mà chỉ có một cái video hướng dẫn, nếu mà đặt cái địa vị mình vào người ban quản trị, mình có được không? Tất nhiên là mình cũng sẽ có một cái lăn tăn rằng là liệu đây có phải là một kênh ảo hay không đó. Thì cho nên là em nghĩ là mình cần phải làm thêm video nữa, tức là mình phải cày thêm video nữa để mà đặt vào. Khi mà bắt đầu có 2-3 cái video mà em cảm thấy nó cũng khá ổn rồi, mình nhìn mà nó cũng có cái độ tin tưởng, mình nghĩ rằng là khi mà ban quản trị họ nhìn vào cũng đánh giá được phần nào cái mong muốn của mình đó, thì em bắt đầu quyết định là vào và bấm để trả lời 3 cái câu hỏi. Một ngày đẹp trời, tức là em vào Facebook vẫn cái tâm thế như hàng ngày, tức là cái loại là cứ vào Facebook xong rồi vào group check xem là mình đã được duyệt chưa, thì thích vào cái thì thấy rằng mình đã được duyệt. Lúc đó thì đúng là cái cảm xúc vui mừng
đại loại là em không biết tải như nào cả. Thì ngay lúc đó trên màn hình đang là Facebook, em làm ngay một dòng status là chia sẻ ngay những cái cảm xúc, những cái suy nghĩ của mình lúc đó như thế nào, để chia sẻ đến các bạn bè của mình rằng lúc đó mình đang vui mừng, mình đang làm sao. Đó, thì khi mà bắt đầu vào được group rồi, em theo dõi các bài chia sẻ đấy, thì cũng thêm tiếp thêm năng lượng, rồi cũng học thêm những kiến thức, rồi cũng tham khảo những cái cách làm của các anh chị và các bạn ở trong group đấy, thì cảm thấy rằng là cái chặng đường đi của mình, cái chặng đường đi của mình đang rất là vững chắc, đang cảm thấy rằng là nó không bị lạc lõng như ngày trước mà khi mà em làm nữa đấy. Bởi vì trong group có thầy, có các anh chị có rất là nhiều kinh nghiệm chia sẻ dẫn đường, thì em tin chắc là mình sẽ thành công đó. Thì thực sự là chia sẻ với quý vị các anh chị là cái ngành học của em ngày trước ấy, thì là em học về máy tính và lập trình cơ, chứ không học gì liên quan về đồ họa cả. Thì lúc đó thì từ cái hồi mà Hải đi học cấp 1, cấp 2, cấp 3 học sinh ấy, thì đúng là em cũng rất là mê chơi game, mà lúc mà lên đại học thì cũng rất là mê chơi game. Thì cái việc mà em thích về đồ họa nó cũng xuất phát từ game mà ra thôi. Thì lúc đó thì cũng thích bọc bạch mày mò chỉnh sửa ảnh những cái người mà em biết ấy, những cái bạn bè xung quanh ấy, thì gần như là không ai biết về cái lĩnh vực này cả, nên là nhiều khi không biết hỏi ai, không biết làm thế nào để mà học, không, tức là không có cái nguồn để mà mình trao đổi hay là mình học hỏi. Bắt đầu cũng chỉ lần mò lên mạng tìm kiếm, rồi và tham gia những cái diễn đàn, rồi học những cái tút hướng dẫn ở trên YouTube. Đó. Lúc đó thì cũng rất là mê phim ảnh, đặc biệt là những cái phim kỹ xảo, rất là mê thì bắt đầu cũng lại thích làm hiệu ứng, cũng lại mày mò để làm hiệu ứng. Cho nên là chắc cũng phần nào là cái công việc hiện tại của em là làm về hiệu ứng. Chia sẻ với các bạn và các anh chị là cái việc mà mình tự mày mò, tự học nó rất là mất thời gian, ngọ mò rất là cực. Rồi nhiều khi lắm lúc mà bị khúc mắc hay là bị những cái vấn đề khó mình không biết tìm ở đâu, cũng không biết hỏi ai, rồi không biết cái keyword mà mình tìm kiếm ở trên mạng, mình không biết cái từ khóa nó là gì để mà mình search nữa cơ. Đó, rất là khổ. Cho nên là khi mà mình đang có một cái cộng đồng như hiện tại bây giờ đây, có rất là nhiều cái người cùng chí hướng, thì chúng ta nên cố gắng giữ gìn, phát huy và nhân rộng nó ra đấy, để cùng nhau tiến bộ nhanh hơn đấy. Thì qua cái phần chia sẻ này của em thì em cũng muốn gửi gắm tới các bạn và các anh chị em là một cái lời nhắn nhủ là hãy cố gắng giữ vững niềm tin, chắc chắn là mình sẽ thành công. Và cũng muốn gửi lời cảm ơn chân thành tới thầy Hiếu và thầy Lâm và các anh chị trong group, và xin chúc cho group chúng ta ngày càng phát triển.